nhân quả trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, tuần vừa qua có lẽ là một tuần có quá nhiều tin buồn đối với những ai yêu mến bà chủ Đài Nam khi những diễn biến mới nhất về vụ án toàn bất lợi đối với bà Hằng, đặc biệt khi Tân Hà Nhi, những trợ lý thân cận nhất của CEO Đài Nam cũng đã bị khởi tố. Chưa kể, nhiều khách mời liên quan góp mặt trong các live stream cũng như các youtuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rất có khả năng sắp tới cũng sẽ chính án theo lời khẳng định của Đinh Lan. Vụ án kéo dài và suốt 8 tháng qua vẫn luôn là những thông tin bất lợi đối với bà Hằng. Trong khi đó, từ phía những người từng bị bà Hằng vạch trần, dù bà từng bảo do đọc báo nằm mơ, nhưng phần nhiều những tố cáo này đã đúng, thì không thấy bất cứ một động thái nào về việc sẽ xem xét lại hay điều tra làm rõ thực hư. Nhiều cư dân mạng đã liên tục lên tiếng. Họ không hy vọng rằng bà Hằng sẽ được đình chỉ, sẽ được tuyên vô tội nhưng họ mong mỏi các cơ quan chức năng có thể lật lại các vụ liên quan đến việc võ hoàng Yên lừa đảo đến việc hoài linh đã ngâm 14 tỷ từ thiện trong suốt nửa năm trời đến sự không rõ ràng minh bạch trong sao kê hay việc sử dụng tiền sai mục đích ban đầu của nhiều sao việc khác cũng như việc bà hằng từng bị nhiều cá nhân được tuyên là bị hại trong vụ án kích động trước xúc phạm trước bôi nhọ danh dự nhân phẩm cá nhân cho đến cả doanh nghiệp đại nam quỹ tư thiện hàng hữu trước nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra vô cùng khó hiểu khi tại sao vụ án này đến nay vẫn chỉ xử mỗi bà Phương Hằng, còn những người kia thì tại sao lại hoàn toàn vô can. Trong số đó, bác Bùi Mạnh Cảnh, một cán bộ về hưu từng công tác trong ngành tòa án cũng chung cảm xúc đã đưa ra những nhận định cho rằng vụ án này đang bị điều tra thêm về một hướng. Còn nhiều điểm khúc mắc khó hiểu trong vụ án 331 được xác định là có tổ chức có đồng phạm như hiện nay. Tại sao vì cựu cán bộ lại có nhận định gay gắt như vậy? Bạn tên online mời quý vị theo dõi nguyên văn chia sẻ của bác. Đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng, thời hạn điều tra đã hết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả điều tra đã được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đã hai lần Viện kiểm sát thành phố đều không chấp nhận kết quả điều tra, luôn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung trong khi kết quả điều tra phản ánh Nguyễn Phương Hằng xúc phạm đề tư cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Một tội ít nghiêm trọng theo Điều 155 Bộ Luật Hình Sự thì lại quy kết cho Nguyễn Phương Hằng vi phạm tội theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Một tội nghiêm trọng, hoàn toàn không có hành vi phạm tội, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành phố Hồ Chí Minh buộc phải ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với ba bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Liệu có đúng quy định của pháp luật khi cả ba người này đều ở trong tình trạng bất khả kháng trong quan hệ lao động, Nguyễn Phương Hằng là chủ sử dụng lao động, còn họ chỉ là người lao động? chế tài áp dụng cho Nguyễn Phương Hằng liệu có cần thiết phải bắt giam, gia hạn tạm giam hết lần này đến lần khác như thế không? Tôi không nói việc làm đó đúng hay sai đến đâu, việc này thuộc trách nhiệm của những người tố tụng và tham gia tố tụng. Chỉ muốn nói, bất cứ ai, dù giữ bất cứ cương vị gì, to đến đâu đi chăng nữa, thì bàn tay không che được mặt trời, nhân quả không chừa một ai, gieo nhân nào gặt quả nấy, đó là quy luật muôn đời. thêm một thông tin bất lợi cho ba trợ lý CEO Đại Nam. Thân chào quý khán giả thân yêu của bản tin online. Những ngày này, mọi diễn biến liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm, đặc biệt sau thông tin ba trợ lý ba chủ Đại Nam bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, ngay khi việc khởi tố được công bố, những thông tin trên các trang báo chính thống cũng chưa đưa ra được gì mới, ngoài những điều mà chúng ta đã được nghe từ nhiều tháng qua, như Nhi, Hà, Tân hỗ trợ giúp sức trong các việc soạn thảo, in ấn nội dung hay chuẩn bị các trang thiết bị để bà chủ livestream đăng video tiêu đề lên các trang mạng xã hội làm MC đọc bình luận vân vân. Thì mới đây, bản tin Lai đọc được một bài viết trên báo 24 giờ. Bài viết này khá dài và cũng đã bắt đầu chi tiết về việc ba trợ lý này đã giúp sức như thế nào trước, trong và sau mỗi buổi livestream. Bài viết này so với những thông tin nêu ra trong thời gian qua khá cụ thể mà bà Tên Lai thiết nghĩ vụ án này tiên liệu sẽ có chiều hướng khá bất lợi đối với cả bà Hằng lẫn các trợ lý của mình là Nhi, Hà và Tân. Xin trích đọc bài viết này để quý vị cùng tham khảo. Công việc cụ thể của từng bị can từ khoảng tháng 3 2021, thông qua các tài khoản xã hội YouTube, TikTok và Facebook, gồm một tài khoản Facebook Nguyễn Phương Hằng, hai tài khoản YouTube Trường Đô Đại Nam và Christina Nguyễn, chính tài khoản TikTok Nguyễn Phương Hằng 74 đến Nguyễn Phương Hằng 749. Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live phát ngôn trực tiếp qua Internet để nói về nhiều chủ đề nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, bà này đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân với những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân. Các nội dung phát ngôn này của Nguyễn Phương Hằng đã được Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương giám định và kết luận có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật điện Nguyễn Phương Hằng tổ chức thực hiện live stream trên không gian mạng đăng tải bài viết trên fanpage từ tháng năm 2021. Nguyễn Thị Mai Nhi được Hằng chỉ đạo lập các tài khoản tiktok để Hằng thực hiện live stream trên mạng xã hội tiktok gồm Nguyễn Phương Hằng 745, Nguyễn Phương Hằng 746, Nguyễn Phương Hằng 747 vân 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 tới Nguyễn Phương Hằng 758 chỉ đạo lập fanpage facebook Hoàng Nhi để thông báo lịch phát live stream đăng tải bài viết theo yêu cầu của Hằng. Lê Thị Thu Hà tham gia thực hiện hoạt động live stream từ tháng 3 2021 qua mạng xã hội TikTok, thực hiện sắp xếp các cấp máy quay, sắp xếp sân khấu khi hàng live stream. Được hàng chỉ đạo lập kênh fanpage Facebook Hà Ly để thông báo lịch phát live stream đăng tải bài viết theo yêu cầu của hàng. Riêng hình công tân được Nguyễn Phương Hằng chỉ đạo thực hiện việc phát live stream cho Nguyễn Phương Hằng thông qua kênh youtube Tritina Nguyễn 1-9, cho đến Đài Nam Wonderland và Nguyễn Phương Hằng. Tân thực hiện việc livestream bằng laptop và máy quay phim của công ty Đại Nam. Ngoài ra, Tân còn đọc các bình luận dẫn chương trình các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng. Trước khi thực hiện livestream, Hằng yêu cầu Nhi và Hà đăng tin tiêu đề thời điểm dẫn đường đến kênh sẽ phát livestream trên kênh TikTok, Facebook. Hằng đọc các nội dung dự định livestream cho Nhi chép lại hoặc nhắn qua tài khoản Zalo của Nhi. Các nội dung này được Nhi chuyển cho Tân để đánh máy, sau đó được đưa lại cho Hằng vào các buổi livestream. Trước khi thực hiện live stream thì Nhi hoặc Hà sẽ mở các tài khoản TikTok, Facebook trên các điện thoại đã thu giữ khi cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của Nguyễn Phương Hằng để đăng nhập vào chương trình phát. Trong thời gian hàng live stream, Nhi sẽ quan sát và đưa các tài liệu cho Hằng để có các phát ngôn, thông báo số lượng người xem cho Hằng. Tân có nhiệm vụ đọc các bình luận, dẫn chương trình, trình chiếu các hình ảnh, lên mạng tìm kiếm các hình ảnh theo yêu cầu của Hằng để chem vào các buổi live stream. Quá trình khám xét chỗ ở riêng của Hằng, cơ quan điều tra đã thu giữ các kịch bản được đánh máy và viết tay của Nhi. Nội dung liên quan đến ca sĩ Phi Oanh đã được phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh giám định. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Hằng chỉ đạo cho Nhi Hà Tân thực hiện đăng tải hai bài viết trên mạng Facebook. Hà Ly và Hoàng Nhi để xúc phạm bà Lê Thị Giàu. Các nội dung này đã được Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kết luận có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, vi phạm tại điểm A khoảng 3 điều 16 Luật An ninh mạng 2018. Cơ quan điều tra cho biết, ngoài ba bị can trên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đó là các cá nhân là khách mời các YouTube đăng tải chia sẻ các video xúc phạm danh dự các cá nhân bị ba hàng xúc phạm. Tùy mức độ vi phạm của mỗi cá nhân, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Thưa quý vị, như vậy thông qua bài viết này dương nhận chỉ đạo từ bà hằng nhưng với các bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được thì có vẻ như sẽ khá bất lợi đối với nhi hà và tân nói riêng và đối với vụ án của bà hằng nói chung khi cơ quan điều tra xét thấy hành vi vi phạm là có sắp xếp có tổ chức dù chúng ta đều hiểu rằng nhi hà và tân chỉ làm theo yêu cầu của chủ thì về pháp lý e cũng khó tránh được những sai phạm nhất định. Lý có thể sai, nhưng xếp về tình, nghĩ sao vẫn thấy thương, thấy xót xa cho ba trợ lý, khi họ không có ý định xúc phạm ai, bởi rõ ràng giữa các trợ lý và những bị hại của bà Hằng, như bài báo cũng đã nêu, họ không có mâu thuẫn gì với những người này, chỉ là xếp chỉ đạo sao thì cấp dưới sẽ làm như vậy. Họ còn quá trẻ, với mục đích chỉ đơn thuần là hoàn thành công việc được giao, giữ được chén cơm banh áo, chứ không hề nghĩ những công việc này đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng như hiện nay. Họ còn có cả tương lai, cả quản đời gia trồng trước mặt với nhiều ước mơ và hoài bão và cả gia đình, cả đứa con thơ. Ngay lúc này, dù thương lắm, nhưng những điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là an ủi, là động viên, là khích lệ tinh thần để Hà, Nhi, Tân bớt được phần nào bất an lo lắng mong rằng pháp luật sẽ xem xét thật kỹ cả về lý và tình khi cân nhắc về lỗi của Nhi, Tân và Hà trong vụ án của bà chủ Đài Nam.